Xin chào các bạn, những bạn nào đang có ý định đi du học Singapore chuyên ngành du lịch khách sạn, tuy nhiên vẫn còn đang phân vân và chưa xác định được rằng chọn trường nào là phù hợp và chất lượng tốt, thì hôm nay công ty Tân Đại Dương, công ty chuyên về tư vấn, làm hồ sơ và chọn trường cho học sinh hàng đầu tại Việt Nam, xin giới thiệu đến các bạn một ngôi trường đào tạo chuyên ngành du lịch khách sạn rất tốt tại Singapore, đó chính là trường Kaplan Higher Education Academy. Kaplan là một trường trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với hơn 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu. Khi các bạn học tại Kaplan Singapore thì các bạn sẽ được đào tạo theo phương pháp giảng dạy của Anh Quốc hoặc là của Úc và bằng cấp cũng do hai đất nước này cấp bằng. Trường có rất nhiều ưu điểm khiến bạn không thể bỏ qua khi nhắc tới việc chọn học tại Singapore. Đây là một ngôi trường tư thục đào tạo chương trình cao đẳng đại học tốt thứ nhất sau đại học tốt thứ hai tại Singapore theo Job Central Ranking năm 2013. Trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học thạc sĩ tốt thứ nhất tại Singapore theo Job Central Ranking năm 2012, và đây cũng là trường nằm trong top 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore theo năm 2009 và năm 2010. Trường cũng đạt được giải thưởng vàng dành cho hạng mục Higher Education và trường đạt được Elite 4 năm. Kaplan Singapore hiện nay có khoảng 144 giáo viên tại Singapore và hơn 70 giáo viên từ các trường đại học nổi tiếng bay sang Singapore giảng dạy. Về chuyên ngành du lịch khách sạn thì trường đào tạo từ bậc cử nhân đến đại học. Cao đẳng thì các bạn sẽ học 8 tháng, kỳ nhập học là tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Sau đó các bạn sẽ lên chương trình đại học với thời gian học là 16 tháng. Khi học chương trình đại học, các bạn sẽ được chọn học chương trình của trường đại học Murdoch của Úc hoặc là chương trình của trường đại học Northumbria là của Anh Quốc. Kỳ nhập học cho chương trình của Úc là tháng 1, tháng 5, tháng 9 và cho chương trình của Anh Quốc là tháng 3 và tháng 9. Yêu cầu đầu vào cho chương trình cao đẳng là các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, IELTS đạt là từ 5.5 hoặc học khóa học tiếng Anh của Kaplan Singapore. Nếu các bạn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, các bạn cũng có thể tham gia khóa học dự bị trong vòng 2 tháng. Điều kiện là các bạn phải hoàn tất hết lớp 9, yêu cầu đủ là 15 tuổi. Khi kết thúc khóa học cao đẳng, sinh viên sẽ tiếp tục cho chương trình đại học năm cuối liên kết với các trường đại học đối tác của Anh Quốc hoặc là của Úc cấp bằng. Ngoài ra thì trường Kaplan Singapore cũng đang có một chương trình học bổng rất hấp dẫn cho các bạn du học tại Singapore. Học bổng cho khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Northumbria là 3.000 đô la Singapore. Cho chương trình khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh trường University of Bedfordshire học bổng 2.000 đô la Singapore và học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học 5.000 đô la Singapore, 7.500 và 10.000 đô la Singapore. Học bổng dành cho sinh viên đại học chuyển tiếp lên thạc sĩ 5.000, 7.500 và 10.000 đô la Singapore. Đối với chương trình tiếng Anh thương mại thì có 5 cấp độ từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp và mỗi cấp độ là 2 tháng. Khóa học tiếng Anh ngắn hạn thời gian học 3 tuần, yêu cầu là các bạn phải đủ 15 tuổi. Và để biết thêm thông tin chi tiết về ngôi trường Kaplan này cũng như là cách để lấy được học bổng như thế nào, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com. Các bạn lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn. Xin chào các bạn, thì hiện nay nếu mà các bạn có ý định du học Singapore thì có lẽ rất là phân vân về vấn đề chọn trường. Thì trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương có mời một vị đại diện trường Singapore, đó là chị Vy Lan. Hiện nay với vai trò là công tác tuyển sinh sinh viên quốc tế tại trường Kaplan, thì chị Vy Lan có thể giới thiệu đôi nét về trường để cho các bạn có thêm sự lựa chọn. Thì trước hết rất là cảm ơn công ty tư vấn du học và Tân Đại Dương đã tạo cái cơ hội cho Kaplan có một cái buổi trò chuyện và chia sẻ thêm nhiều hơn với các bạn sinh viên Việt Nam. Thì khi nói về Kaplan thì có một cái đặc điểm chúng ta cần chú ý, đó là Kaplan là một cái tổ chức giáo dục quốc tế bắt đầu từ Mỹ, và riêng ở Singapore thì Kaplan đứng ở cái vị trí đầu tiên trên cái bảng xếp hạng về các học viện tư thục được yêu thích nhất tại Singapore. Ngoài ra thì ở cái bậc giáo dục và về cử nhân thì Kaplan cũng đứng đầu trong cái bảng xếp hạng này. Thì được biết thì trường Kaplan liên kết rất là nhiều đối tác ở Anh, ở Úc. Thì chị Vida có thể là chia sẻ thêm cho các bạn cũng như là phụ huynh là các cái trường đối tác đó và những cái chuyên ngành được liên kết. Thì về các chương trình, các trường đối tác, hiện tại Kaplan có rất là nhiều những
học sinh có thể lựa chọn. Kaplan có những cái trường có những xếp hạng rất là cao trên thế giới, ví dụ như Royal Holloway của hệ thống University of London hoặc là University College Dublin. Ngoài ra thì ở Kaplan vẫn có những cái trường có những cái xếp hạng dành cho những bạn học khá, ví dụ như Northumbria University hay là Murdoch University. Thì đó là những cái trường đối tác mà các bạn có thể hướng đến và lựa chọn cho cái chương trình cử nhân của mình. Nếu mà các bạn đăng ký học tại trường Kaplan Singapore thì các bạn có thể là rất là nhiều cái sự lựa chọn và những cái đối tác liên kết với cái bằng cấp quốc tế được công nhận. Thì cái chương trình tiếp theo thì các bạn có lẽ là quan tâm đến vấn đề tiếng Anh. Tại vì đa phần các bạn sinh viên Việt Nam khi mà chưa có cái những cái chứng chỉ quốc tế như là IELTS thì các bạn rất là phân vân và rất là lo sợ để mà đăng ký du học tại Singapore. Thì chị Mila có thể chia sẻ cho các bạn là nếu các bạn có tiếng Anh cơ bản thì có thể là đăng ký tại trường. Về chương trình tiếng Anh thì bản thân Kaplan cũng hiểu rất là rõ, không phải tất cả các bạn đi du học đều có sẵn cái trình độ IELTS của mình. Chính vì vậy ở Kaplan họ có một cái chương trình được thiết kế dành cho những cái bạn chưa đủ khả năng tiếng Anh hoặc là chưa có cái chứng nhận IELTS cho mình. Thì ở đây các bạn vẫn có thể đăng ký học tại Kaplan và các bạn có thể làm những cái bài kiểm tra để xác định cái trình độ Anh văn của mình và sau đó mình vẫn có thể học tiếng thì các bạn đừng lo lắng. Thì như chị Milan vừa chia sẻ thì chúng ta chỉ có tiếng Anh cơ bản thôi thì chúng ta cũng có thể là đăng ký du học Singapore tại trường Kaplan. Thì những cái sinh viên khi mà đã có student pass thì các bạn rất là bỡ ngỡ khi mà đặt chân tới Singapore, thì không biết là bên trường có những cái hỗ trợ nào cho sinh viên hay không. Đây cũng là một trong những cái vấn đề rất là quan tâm của Kaplan. Khi mà các bạn nước ngoài đến Singapore thì chắc chắn là các bạn sẽ bỡ ngỡ. Chính vì vậy ở Kaplan, phần dịch vụ sinh viên họ có cả một cái bộ phận sẽ chịu trách nhiệm. Khi các bạn đến Singapore thì các bạn sẽ làm một số những cái thủ tục về student pass. Nó sẽ liên quan đến việc là các bạn sẽ đi khám sức khỏe, đi lấy student pass. Thì những cái phần dịch vụ này sẽ có một cái bộ phận họ chịu trách nhiệm và hướng dẫn cũng như là dẫn các bạn đi. Và đương nhiên là cái phần này Kaplan sẽ không thu thêm bất cứ những phí gì từ sinh viên. Thì hiện nay năm 2014 thì bên Kaplan có những cái chính sách học bổng hay là những cái chương trình ưu đãi gì cho sinh viên Việt Nam không chị Mila? Về chính sách học bổng thì Kaplan có rất là nhiều học bổng. Thứ nhất chúng ta nói về cái học bổng đầu vào thì hiện tại Kaplan có hai học bổng đầu vào dành cho cái chương trình thạc sĩ, đó là chương trình thạc sĩ của Northumbria University. Thì hiện tại chúng ta có một cái học bổng là 3.000 rupee. Ngoài ra thì chúng ta còn một chương trình học bổng nữa, đó là chương trình học bổng Master của University of Bedfordshire. Thì họ có một cái học bổng đầu vào là 2.000 rupee. Thì các bạn chỉ cần đạt đủ cái yêu cầu đầu vào là các bạn có thể nhận được học bổng này. Ngoài ra thì Kaplan có những cái học bổng thường niên dành cho những cái bạn từ chương trình cao đẳng lên đại học và từ chương trình đại học lên thạc sĩ. Thì những học bổng này nó sẽ có giá trị từ 5.000 đô đến 7.500 và 10.000 đô tùy theo cái suất học bổng của các bạn. Thì qua sự chia sẻ của chị Mila thì chúng ta đã một phần nào hiểu thêm về trường Kaplan Singapore. Thì để chi tiết hơn về mức học phí cũng như những ưu đãi thì các bạn hãy đến văn phòng trực tiếp của Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Kaplan tại Việt Nam tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Hay để chi tiết hơn các bạn hãy truy cập website tân đại dương.edu.vn. Cảm ơn.